Dạ em xin chào cô chú anh chị nha. Dạ thì hôm nay thì em sẽ lên một cái siêu phẩm, đó là một cái combo bơm không than đó, để cho cô chú anh chị mình ai mà chơi hồ cá nha. Cái này là ngon lành luôn, rất là ngon lành luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu nha. Sau màn giới thiệu thì mình sẽ test ở cái thao nước này và test ở một cái hồ bơm lên, hút lên và nó sẽ đi chỗ khác cho mọi người xem nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu trước là cái con máy bơm này đi. Con này thì nó là của tập đoàn Nidec. Tập đoàn Nidec là của Nhật nha cô chú anh chị. Nhưng mà nó được lắp ráp ở nhà máy Việt Nam. Ở này chắc là khu công nghệ cao quận 9 á. Tập đoàn Nidec Made in Việt Nam. Đó, em nói rõ luôn nha, để em nói hàng Nhật cái mọi người là bắt bẻ em, cái này là Việt Nam chứ Nhật gì nữa. Tập đoàn Nidec là tập đoàn lớn của Nhật nha. Nó sẽ có thông số là 26V 1.7A và công suất của nó là 45W BLDC, có nghĩa là Brushless DC, không chổi than nha. Thì mình sẽ test với một cái khối pin 18V. Mình về nhà mình có thể sử dụng pin từ 18 tới 24 nha. Và mình đã từng cho nó bơm nguyên một ngày trời luôn, từ 6 giờ 7 giờ sáng cho tới 4 5 giờ chiều vẫn ok nha. Đó. Và cái này là 45W nha. Đây nhắc lại lần nữa nha, 26V 1.7A 45W Brushless DC. Rồi, thì cái ống hút của nó là đường kính là 30. Ống hút của nó là đường kính 30. Và cái ống xả của nó là đường kính 27cm. Cái rộng 27mm, sorry nha. Hút 30, xả 27. Rồi, mình sẽ đấu một combo gồm một cái đầu hút như nè, đầu bơm như nè. Mình sẽ đấu nối với một cái con ESC. Con ESC này rất là bền nha. Tại vì công suất cực đại của ESC nó chạy được tới 200W. Mà trong khi con nó có 45W à, không xi nhê gì đâu. Con này mình đã từng chạy cả ngày trời rồi. Và mình sẽ đấu nối sẵn cho cô chú anh chị một cái chân pin nha. Chân pin lấy điện từ pin Makita. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cắp pin nha. Đó. Khi cắp pin thì cái volume này ở mức thấp nhất cho nên nó chưa có bơm. Bây giờ mình sẽ dặn cho cô chú anh chị xem nha. Do mình cầm một tay cho nên nó hơi không được tiện lắm. Cái gì nó thổi vô mặt mình sao ta. Con này là bơm chìm luôn nha cô chú anh chị. Có nghĩa là mình quăng xuống đáy hồ luôn nha. Không nhất thiết phải là đặt ống. Mình có thể đặt ống trên bờ cho nó hút. Nhưng mà mình có thể là thảy chìm xuống nước luôn, không sao hết. Nó là dạng bơm chìm nha. Ok, bây giờ mình sẽ chọn vô liền. Đây là hút 30 và xả 27. Đây, cô chú anh chị đừng có thấy nó như vậy mà kêu là nó không hút được cao nha. Mình sẽ test tiếp theo. Đó. Đây. Ok, đây là test tại chỗ ha. Ok, test tại chỗ. Bây giờ mình sẽ cho cô chú anh chị xem là mình sẽ test hút đẩy như thế nào. Đây, thì cái thùng phi này là cao 90cm, gần 1m ha. Thì đây, trong đây mình có bỏ một cái máy bơm. Tại khu vực của mình bị mất nước á, thì nước nó chảy vô đây và mình sẽ cho nó bơm ra. Đây thì đặt ở dưới lên đây là 1m. Rồi từ cái mặt phi này lên đây 1m nữa là 2m ha. Tức là nó hút nước lên cao 2m. Nó đi qua khoảng 1m rưỡi. Rồi nó co ra ngoài cái phi này tầm khoảng 2m rưỡi nữa. 1m rưỡi, 2m rưỡi, 4m. Là tính tổng đường ống nó gần 6m. Rồi ok, bây giờ mình sẽ dặn chiếc áp ha. Đó, nghe tiếng hút rồi. Bây giờ đây mình vẫn xài ống phi 27 nha. Rồi tiếp luôn nha. Tại vì cũng là từ cái chỗ mà thiếu nước á, thì máy giặt của mình nó sẽ không cấp nước được. Mình sẽ bơm từ đây để cấp vào máy giặt nha. Thì đây dưới đáy hồ, ở dưới đáy hồ mình lại có một con bơm y chang như vậy nữa ha. Và mình sẽ cũng hút bằng phi 27 lên đó, để bơm vào cho máy nó giặt. Đây, bây giờ mình sẽ mình sẽ dặn chiếc áp. Đó,
mọi người xem. Kinh khủng không? Phi 27 nha. Cái này dành cho cô chú anh chị mình bơm hồ nước từ hồ này qua hồ kia, hoặc là mình xúc hồ. Nói chung là công năng của nó là dùng để bơm nước. Đó, mình có thể bơm đi xa hơn cũng được nữa. Lưu lượng nước khá là lớn. Ống này là ống phi 27 nha. Bây giờ mình tắt ra đi. Đây, bơm trong kia nó vẫn bơm ra màu. Rất là mình nhanh đầy luôn. Rồi, mình sẽ tắt bơm đây luôn. Mình về lại đây tí xíu. Rồi, một combo như vậy thì mình sẽ bán là 400k bao phí ship. Cô chú lưu ý giùm em, cô chú anh chị lưu ý giùm em, mình đã bao gồm phí ship nha. Đó. Và cái này là hàng xịn nha, bơm này bơm xịn. Còn nếu mà cô chú anh chị nào mà đi so sánh với mấy cái bơm mà có thang 775, 550 hay gì đó thì xin vui lòng bỏ qua, không cần phải liên hệ để trả giá đâu. Tại vì hàng bên em bán hàng giá thì có thể tương đối cao hơn chỗ khác, nhưng mà hàng là hàng chất lượng nha. Bơm là bơm của Nidec, SC xịn, chạy cả ngày trời không sao hết. À, nhìn cái lực nước của nó đẩy nè. Ngon lành nha cô chú anh chị nha. Rồi, cô chú anh chị nào có nhu cầu liên hệ nha.